Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nguyễn Thành Đạt. Ngày hôm nay thì mình sẽ thử thách bản thân mình bằng cách là mình sẽ ăn 1/2 nồi cháo hành này nha các bạn. Thì tại sao mà mình nấu có phân nửa nồi à? Tại vì sao? Vì mình sợ là mình ăn không hết một nồi nên là mình nấu nửa nồi thôi. Mình sẽ tăng level hay từng cấp độ nha các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ ăn nửa nồi, ngày mai là mình sẽ ăn một nồi, còn ngày tới nữa là mình sẽ ăn một cái hao chà bá lửa luôn. Đó, mình sẽ từ từ thôi. Nếu mà mình giỏi quá, mình làm một cái thiệt là bự, mình ăn không hết thì rất là phí luôn nha các bạn. Hôm nay mình thử thách là ăn phân nửa thôi. Thì trời tối như thế này thì ăn á thì nó rất là ngon. Nhưng mà có điều là các bạn xem video thì nó sẽ có rất là nhiều tạp âm ở trong đó, mà các bạn xem video thì cũng thông cảm giúp mình nha. Đây là cái đồng hồ của mình nha các bạn. Cái đồng hồ này thì nó sẽ đếm thời gian. Hôm nay thì mình sẽ không làm như lúc trước nữa. Ngày hôm trước mà mình thực hiện cái video là ăn 7 gói mì á, thì mình tính thời gian là 20 phút đếm ngược. Ngày hôm nay á, thì mình sẽ không làm thế nha các bạn. Mình sẽ bấm giờ thôi, ăn bao lâu cũng được hết, ăn đến bao giờ thì hết thì thôi. Ok, không nói nhiều và liên tuyên nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thử thách này cho các bạn xem luôn. 3, 2, 1. Ok, và để ăn chung với cái nồi cháo hành thì mình chuẩn bị một chai nước tương nha các bạn. Thì ăn như thế này thì nó sẽ không bị ngán, chứ mà ăn không với cháo này thì rất là ngán. Có một số bạn bảo mình là ăn thì phải uống với nước đó các bạn, nhưng mà mình sẽ không uống nước nha, cho nó thử thách nó khó hơn. Mà mình nghĩ là cháo này ăn rất là dễ luôn. Và khi mà mình ăn đó các bạn, thì nếu mình ăn không nổi thì mình có thể là nuốt luôn. Đó, cho nên là mình sẽ nấu nửa nồi thôi. Ok, bắt đầu thử thách nha các bạn. Hiện tại là 34 giây rồi. Bắt đầu thôi. Chém nước tương vô. Úi giời. Rồi. Đây. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nha các bạn. Cháo này rất là dễ ăn luôn các bạn, rất là dễ ăn, dễ hơn cả mì gấp trăm ngàn lần luôn. Thật sự là ăn cái này rất là dễ luôn á. Bỏ vô miệng nuốt là xong. Cháo hành là phải nói là bá chí bù chét luôn. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ dừng lại chút xíu, mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Vì hôm bữa mình có cái video của mình nó bị xóa các bạn. YouTube xóa luôn video của mình luôn. Cái video đó là video trận chiến đá cá beta của mình đó các bạn. Mình không hiểu sao mà YouTube nói cái video đó là một cái video đẫm máu, mà mình không hiểu cái lý do tại sao luôn. Mà cuối cùng là đánh cho mình một cái gậy nguyên tắc cộng đồng nha các bạn. Mình cũng không có rành gì cái đó, nhưng mà cuối cùng thì mình kháng cáo lại thì cũng như không rồi các bạn. Người ta nói là cái video của mình đó là hành hạ động vật đó, hoặc là hành hạ con người, là người ta sẽ đánh gậy bản quyền. Mà tôi không biết là có người nào chơi tôi không đó, hay là YouTube xem video đó rồi
thấy video đó nó không ok cho nên là đánh gãy bản quyền tôi. Thật sự video đó hơn 1.000 người coi. Oh my god, niềm vui chưa được bao lâu hết thì cuối cùng lại tôi là thất vọng bấy nhiêu á các bạn. Thật sự rất là buồn luôn. Tôi buồn hết một ngày các bạn. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ làm video cho các bạn xem. Hôm nay thì tôi ăn cháo nè. Thật sự rất là buồn luôn với cái video đó các bạn. Bây giờ thì tôi sẽ cố gắng ăn hết cái phần còn lại này nha. Các bạn ơi, các bạn hãy bình luận xuống cái video này giúp mình nha. Thì mình sẽ tổng hợp lại tất cả các bình luận của các bạn. Mình sẽ gom lại hết và mình sẽ trả lời tất cả các bình luận của bạn vào một cái video nào đó tiếp theo nha. Nếu như đủ từ khoảng 20 bình luận trở lên thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Cháo này rất là lạc luôn á các bạn. Nếu như mà các bạn không ăn chung với nước tương hay là một cái gì đó mặn mặn thì tôi bảo đảm là ăn sẽ rất là ngán luôn. Cái này một nồi tôi ăn cũng được nữa, mà tôi sợ tôi ăn không hết thôi. Như cái bữa hổm làm mì đó, cuối cùng không ăn hết cái bỏ đó luôn, rất là tiếc luôn. Hôm nay tôi nấu nửa nồi thôi, tôi tưởng là một nồi tôi ăn không hết mà ai cuối cùng nửa nồi tôi ăn hết mất tiêu rồi. Cháo nó ngon. Ngon. Ngon mà no dữ trời. Nếu như mà hồi chiều mà tôi không ăn một cái tô cơm siêu to khổng lồ đó thì bây giờ tôi có thể là quất cái này trong 1 phút 30 giây đó các bạn. Hơi ốc phét tí ha. Nhưng mà thật sự là nếu mà tôi không ăn cơm thì tôi sẽ ăn được hết cái này rất là nhanh luôn á. Làm những cái video trời tối như thế này nè các bạn thì phải nói là rất là yên tĩnh luôn, nhưng mà có nhiều cái tiếng âm thanh của mấy con ve, con này con kia rất là khó chịu đó các bạn xem video đúng không? Thấy các bạn xem là thấy rất là, các bạn rất là khó chịu rồi đó. Hôm gà tôi không hiểu sao tôi nói chuyện mà hơi bị đớt các bạn. Nó đớt rất là nhiều luôn á. Cứ hở cái là nó đớt vài chữ. Ôi ơi. Rất là buồn nha. Ôi no dữ trời. Các bạn muốn tôi ăn lộn. Các bạn muốn tôi ăn gì nữa không thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới nha. Tôi sẽ thực hiện video cho các bạn xem. Nếu như nhà tôi có cái đó thì tôi sẽ làm video cho các bạn xem. Nửa nồi cháo là chuyện bình thường nha các bạn. Gần 10 phút rồi. Trời, ăn nửa nồi mà ăn mới có nửa nồi mà sao thấy no quá các bạn ơi. Còn được vài muỗng nữa là tôi đã xong rồi. Bữa hổm mình làm cái video mà mình ăn mì 7 gói mì với các bạn sao?
sao ta? Bữa hổm là mình thử thách là mình ăn 7 gói mì các bạn. Mình rất là tiếc luôn khi mà mình đã không ăn hết. Rất là tiếc luôn, thật sự rất là tiếc luôn. Hôm nay thì mình thử thách là mình ăn nửa nồi cháo thì cuối cùng mình chỉ còn có vài muỗng thôi là mình đã hoàn thành rồi. Nếu mà nói một nồi, nấu một nồi nha, chắc chắn ăn không hết đâu. Nửa nồi ăn có thể là hết nha. Và đây là những cái muỗng cuối cùng của tôi. Nhỏ quá. Trời ơi, cái thử thách nó đơn giản quá, chứ đơn giản luôn. Các bạn hãy đố tôi gì khó hơn đi các bạn ơi. Ok, thử thách của tôi đã hoàn thành trong 11 phút 53 giây. Không biết là các bạn có thấy rõ không nữa. Tại vì cái máy của tôi nó hơi bị xịn á. Không có tiền mua cái máy đi quay cho các bạn xem nữa. Hiện tại là 11 phút 53 nha các bạn. Wow, cuối cùng là tôi đã ăn hết được nữa nồi cháo hành nha các bạn. Ok, đố gì khó hơn đi. Xin chào và tạm biệt. Hẹn các bạn ở các video sau nha. Có ai muốn tôi thử thách gì khó hơn nữa không? Hãy bình luận bên dưới nha. Đừng quên đăng ký kênh giúp tôi nha. Bye bye. Rồi, cuối cùng cũng đã xong.